Trong thế giới đồ trang trí nội thất, bình hoa không chỉ đơn thuần là vật thể để cắm hoa mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thể hiện gu thẩm mỹ của người sử dụng. Trong số những sản phẩm bình hoa độc đáo, bình hoa xanh họa tiết chim trĩ hoa mẫu đơn nổi bật với sự kết hợp hoàn hảo giữa màu sắc, họa tiết và chất liệu. Mời các bạn xem clip thực tế của sản phẩm. Bình hoa được làm từ chất liệu sứ cao cấp, với độ bền cao và khả năng chịu nhiệt tốt. Màu xanh mang đến cảm giác tươi mát, tạo điểm nhấn cho không gian sống của bạn. Họa tiết chim trĩ thể hiện sự kiêu sa, quý phái, trong khi hoa mẫu đơn, biểu tượng của sự giàu sang và thịnh vượng, mang đến sự sang trọng và lãng mạn. Họa tiết được vẽ tay tỉ mỉ, với những đường nét sắc nét, hài hòa và tinh tế. Điều này không chỉ tạo ra một sản phẩm đẹp mắt mà còn thể hiện công sức và tâm huyết của những người nghệ nhân. Thiết kế của bình hài hòa giữa sự hiện đại và truyền thống, dễ dàng kết hợp với nhiều loại hoa khác nhau, từ hoa tươi đến hoa khô. Bình có kích thước lý tưởng, chiều cao 37cm và chiều ngang 18cm, phù hợp để đặt trên bàn, kệ sách hay tủ trang trí. Với mức giá khoảng 1.450.000, bình hoa xanh họa tiết chim trĩ mẫu đơn là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự tinh tế và sang trọng trong không gian sống. Hy vọng bạn đã thích video này. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến nào, hãy để lại comment bên dưới. Hẹn gặp lại trong video sau.